chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đông y Du khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung như sau: thanh nhiệt giải độc từ rau muống sẽ được đề cập trong mục Cẩm nang đông dược. Một số thông tin cần lưu ý trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vào mùa hè là nội dung sẽ được trao đổi trong mục trò chuyện cùng thầy thuốc. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong các loại rau ăn thông dụng thì rau muống hầu như được mọi người ưa thích vì có thể chế biến nhiều món ăn dưới các hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, rau muống còn đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá loại rau ăn dị thuốc này. Rau muống là một loại rau ăn từ lâu đã gắn liền với cuộc sống của người Việt. Từ rau muống có thể chế biến được nhiều món ăn dân dã, được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, rau muống từ lâu đã đi vào thơ ca. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Mặc dù chỉ một tô canh rau mộc mạc đơn giản, nhưng với hương vị đặc trưng của mình, loại rau này đã mang lại cho người dùng một cảm giác khó quên. Có thể từ xa xưa, người dân đã biết được một số giá trị dinh dưỡng từ rau muống như thanh nhiệt, giải độc, giữ nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng, nên loại rau này càng được sử dụng nhiều hơn. Ngày nay, y học hiện đại đã chứng minh rằng, trong rau muống có chứa các chất như canxi, nước, phosphor, vitamin C, B2, protein, chất sắt, caroten, axit nicotic. Đặc biệt trong rau muống đỏ chứa một chất giống như insulin nên người bệnh đái tháo đường ăn rau muống đỏ thường xuyên sẽ rất tốt. Còn theo Đông y, rau muống có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, lương huyết, lợi thủy, thông tiểu tiện, giải độc, tăng cường tiêu hóa. Người cao tuổi bị táo bón có thể tăng cường ăn nhiều rau muống, sẽ giúp giữ nước cho cơ thể và hiệu quả cho việc điều trị táo bón. Nếu thường xuyên ăn rau muống sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng với các bệnh về đường ruột, nâng cao thể chất, chủ trị các bệnh viêm da. Bổ sung rau muống vào thực đơn với nhiều cách chế biến khác nhau như luộc, xào, nấu canh, trộn gỏi, ăn sống hoặc dùng chung với lẩu. Đặc biệt rau muống nấu canh chua được người dân Nam Bộ yêu thích. Với những nguyên liệu đơn giản như cá lóc hay ba sa, một ít rau muống, me, cà chua, bạc hà là đã có một nồi canh ưng ý, vừa ngon miệng, vừa là cách đơn giản để chăm sóc cho sức khỏe. Rau muống được trồng quanh năm và mùa nào cũng có thể sử dụng. Với những điều tiện lợi này đã chứng minh vì sao rau muống đã trở thành loại rau phổ biến, dân dã nhưng được nhiều người lựa chọn và yêu thích. Kính thưa quý vị khán giả, hè đến là thời gian để nghỉ ngơi và du lịch. Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt kèm theo những cơn mưa bất chợt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus phát triển gây hại cho sức khỏe của con người. Sau đây chúng tôi xin điểm sơ qua những loại bệnh thường xuất hiện vào mùa hè. Mùa hè bắt đầu từ tháng 5 với những cái nóng gay gắt lên tới 40 độ C. Kèm theo đó là những cơn mưa đột ngột không báo trước khiến độ ẩm không khí tăng cao. Đây chính là cơ hội cho nhiều loại dịch bệnh phát triển gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Trong đó phải kể đến là các bệnh về đường tiêu hóa thường gặp như tả lỵ, thương hàn, tiêu chảy. Nguyên nhân là do nhiệt độ tăng cao, thức ăn rất khó bảo quản, dễ bị ôi thiêu, mốc, nhất là những thức ăn đường phố thường không đảm bảo an toàn về vấn đề vệ sinh thực phẩm, đã tạo môi trường cho các loại vi khuẩn gây hại sinh sống. Bên cạnh đó, muỗi vằn là loại vi trùng sinh trưởng vào mùa hè, truyền bệnh sốt xuất huyết, một bệnh nguy hiểm nhưng lại phổ biến vào mùa này do thói quen không mắc màn khi ngủ. Một bệnh thường gặp nhất ở những người hoạt động ngoài trời nhiều, nhất là trẻ em và người cao tuổi, phải kể đến là say nắng. Nguyên nhân chính gây bệnh là do cơ thể không thể chống chọi với nhiệt độ tăng cao của khí hậu. Một bệnh lý đang bùng phát và có những diễn biến phức tạp gây lo lắng cho người dân hiện nay là bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Bệnh có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh. Tôi đang băn khoăn cái mùa hè này, con tôi đã đi học sớm. Mà mưa nắng như vậy thì tôi sợ là nó ảnh hưởng gì, tại vì bây giờ là bản thân tôi thì nhiều khi tôi thấy cũng nhiều khi hay sốt, nó nhức đầu, nó lạnh. Mà nít mà đi học nó mưa nắng như vậy thì dễ xảy ra bệnh nhiễm CV. Rồi thêm vô trường những cái chỗ mà ngồi này nọ như là nước động nó dễ bị mũi sốt xuất huyết nó cắn. Rồi nó xây bệnh, tôi mới biết là bây giờ tìm cách gì để ngăn ngừa. Đối với tôi cái mùa này á, tôi sợ nhất là cảm cúm, đau khớp, ăn uống không được, ngủ nghe không được,
thì sức khỏe thế nào nó cũng bị suy giảm. Tôi bây giờ tôi không biết làm cách nào để mà giữ được sức khỏe bình thường như mỗi lần. Khi mà trời đang nắng rồi chuyển sang mưa, thời tiết như vậy là dễ tôi cảm thấy khó chịu trong người. Tại vì mồ hôi lả, đang nắng, mình đang đi với nắng vậy nè, nó lả mồ hôi, rồi mệt, rồi gặp mưa nữa, về là bệnh trong người nó không khỏe. Cỡ mấy tháng nay là như vậy. Để phòng bệnh, cần chú ý về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, một chế độ sinh hoạt điều độ để ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn, vi trùng gây hại. Mặt khác, chế độ dinh dưỡng phù hợp góp phần không nhỏ giúp con người có được sức khỏe tốt vào mùa hè. Kính thưa quý vị khán giả, qua ghi nhận vừa rồi cho thấy có rất là nhiều bệnh xuất hiện vào mùa hè gây hại cho sức khỏe của con người. Do đó, trong một trò chuyện cùng thầy thuốc kỳ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị khán giả một số thông tin về cách chăm sóc sức khỏe vào mùa hè với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Vũ, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết thì xin bác sĩ Quỳnh Tấn Vũ có thể cho quý vị khán giả được biết là vì sao vào mùa hè thì sức khỏe con người dễ gây nguy hiểm nhất ạ? Cái mùa hè là cái mùa mà dương khí nó thịnh nhất ở trong năm. Cho nên nó nóng ẩm, nó nóng nóng bức rồi nó ẩm thấp, nó thất thường. Và chính cái dương khí nó phát triển ở bên ngoài và cái gọi là cái âm khí mà nó phát triển ở bên trong. Cho nên chính cái đó nó dễ làm kia nó tà khí nó xâm nhập vô cơ thể. Mà nếu mà cái dương khí nó phát triển mạnh thì ở đây là thường là do tâm quả. Cho nên nó là nó sẽ gây nên một số cái triệu chứng, ví dụ như là bệnh lý về tâm thần như là mất ngủ rồi suy nhược cơ thể, rồi cũng và cái tâm quả nó mạnh vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái công năng của tỳ vị, cho nên cái mùa hè mà nó làm cho người ta ăn uống đồ này kia nó cũng là khó cái vấn đề tiêu. Còn đối với y học hiện đại thì chính cái thay đổi thời tiết, cái nóng bất chợt hay lạnh bất chợt hay là nó mưa nắng thất thường thì nó cũng gây nên một số cái biến đổi. Thí dụ như nó lạnh thì nó là điều kiện tốt nhất cho siêu vi phát triển, ví dụ như là bị cúm hay sốt phát ban hay sởi. Còn cái lạnh nó cũng làm cho cái một số bệnh cảnh của phổi nó phát triển, ví dụ như là viêm phế quản, viêm phổi, và là điều kiện tốt nhất cho cái vấn đề những cái cơn hen ác tính nó bộc phát. Còn về vấn đề nóng thì chính cái nóng nó bức rất khó chịu, nó làm cho một số người bệnh lý tim mạch, nó ảnh hưởng đến huyết áp, đưa đến cái dễ tai biến mạch máu não. Còn cái nóng gì nó làm mồ hôi đổ ra nhiều, mất nước và điện giải. Chính cái nóng như vậy nó sẽ làm cho phân hủy những cái thức ăn, nó dễ ôi thiêu, và chính cái điều kiện tốt nhất cho cái vấn đề mà là cái vi khuẩn sinh sôi là gây nên cái bệnh đường tiêu hóa. Còn cái vấn đề mưa nắng nó bất thường vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến một cái số bệnh lý về khớp, cũng như là nó ảnh hưởng đến một số cái bệnh lý mà nó gây nên cái do cái thành dịch, hay là mưa vậy nó sẽ có những cái là điều kiện sinh sôi cho cái mũi. Rồi mũi nó gây nên ví dụ điển hình như là cái sốt xuất huyết. Ở thời điểm như thế này thì quả thật cơ thể của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, và ăn không ngon thì ngủ cũng không có ngon giấc nữa, ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống như vậy. Thì chúng ta có cách gì để có thể khắc phục được tình trạng này hay không ạ? Mùa hè này vấn đề ví dụ ăn uống là chúng ta ăn uống những thức ăn coi như là mát, dễ tiêu, coi như là thức ăn chính, coi như là chú ý đến vấn đề vệ sinh phòng dịch trong cái vấn đề mà về vấn đề ăn uống an toàn vệ sinh về thực phẩm. Rồi vấn đề uống là chúng ta uống các cái loại nước, ví dụ như là nước các cái ép trái cây, nước trà mà làm sao cho nó mát. Và vấn đề chế độ mà sinh hoạt nghỉ ngơi phải làm sao cho hợp lý, ví dụ nên tắm rửa mỗi ngày, tại vì mồ hôi nó ra nhiều. Còn nếu mà mùa lạnh, nếu mà trời lúc lạnh thì nên tắm nước ấm. Và vấn đề làm việc nghỉ ngơi cũng vậy nữa, là chúng ta nếu mà những cái nóng bất chợt thì chúng ta chú ý đến vấn đề mà ra vào cái phòng văn phòng là có máy lạnh đó. Lúc thì nóng lúc lạnh, đó là điều kiện tốt nhất trong vấn đề mà bệnh lý. Mùa mưa thì chú ý vấn đề mà phòng chống như là diệt những lăng quăng hay là phát quang bụi rậm để mà ngủ bùng giấc trưa, để mà làm cho cái phòng ngừa được cái bệnh tật mà do mũi gây nên. Thưa bác sĩ, bên cạnh một số những cái lưu ý về vấn đề sinh hoạt nghỉ ngơi cho phù hợp, thì về mặt dinh dưỡng thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào ạ? Về mặt dinh dưỡng thì chúng ta chú ý mấy cái vấn đề ăn uống như sau. Thí dụ về ăn là chúng ta nên ăn những thức ăn như nãy đề cập, đó là sối mạnh vô cái là thanh nhiệt giải thử. Thì về thanh nhiệt thì nếu đối với vấn đề thực vật đó là như trái cây thì chúng ta nên ăn dưa hấu hay dưa gang hay là khổ qua
rồi các cái loại rau như rau đai, rau rau muống, rau dền. Và nếu là nấu cháo thì nếu ăn cháo thì chúng ta thêm cái cháo đậu xanh, cháo hạt sen. Và cái nếu mà mình để uống thì nên uống đủ nước, và các cái loại nước trà như là trà artiso, trà nhân trần để mà thanh nhiệt giải độc, và các cái nước ép trái cây để như là nước ép của mận hay là mơ. Và chú ý hết sức trong vấn đề mà cái vấn đề ăn uống là vấn đề sự nắng nóng, nó phân hủy các cái thức ăn hay là thức uống. Và cái chính cái này nó làm ôi thiêu và là điều kiện tốt nhất trong vấn đề mà gây nên cái bệnh cảnh về vấn đề đường tiêu hóa. Và chúng ta chú ý là vấn đề mà cho cái người già và trẻ em coi như là về vấn đề xô bóp hay là tập luyện để mà nó vận động một môn thể thao nào mình yêu thích, và đồng thời chính cái đó nó kích thích cho người đó ăn uống rồi này kia tốt. Và ăn uống đối với như với mà dùng thuốc cho nó an thần giảm đau nhất, như người ta có thể như là tâm sen, lạc tiên, giống nem. Và ngoài ra thì chú ý hết sức là trong mùa hè phải nâng đỡ cái tổng trạng cho cơ thể người ta bằng cách là có thể thì là sử dụng như là rễ đinh lăng hay là sâm hay là đậu xanh. Và chú ý một điều là chế độ dinh dưỡng cho người ở trong mùa hè này hết sức quan trọng, chứ không có kiêng khem quá mức. Chính cái kiêng khem quá mức này là cái điều kiện bộc phát cho những cái mà bệnh lý mãn tính, nó tiềm tàng, nó bộc phát lên, nó gây nên cái vấn đề bệnh cảnh càng ngày trầm trọng thêm. Xin cảm ơn bác sĩ Quỳnh Tấn Vũ ạ. Kính thưa quý vị khán giả, có được một sức khỏe tốt là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Hy vọng với những thông tin mà chương trình vừa cung cấp sẽ giúp cho quý vị khán giả có thêm nhiều kiến thức hơn trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày hè. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Đông Y Du Khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.